truyền đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam rất vui lại được gặp lại quý vị. Mỗi thí sinh đến với cuộc thi Vua Đầu Bếp Việt Nam đều có cho riêng mình những câu chuyện ký ức khác nhau, những ý niệm cũng như đam mê trăn trở với nghề khác nhau. Tất cả đều được thể hiện rõ nét qua từng món ăn mà thí sinh ấy mang đến. Đơn giản mà đậm đà ngon miệng, đó là món ăn do Thanh Hòa chọn cho vòng thử thách chiếc hộp bí mật ngày hôm nay. Nguyên liệu: thịt gà gồm thịt và xương, sả ớt băm nhuyễn, các loại rau củ tươi như củ dền, cà rốt và gia vị. Và cái món tôi làm rất là đơn giản mà tôi nghĩ là bất cứ gia đình người Việt Nam cũng tìm đến, đó là gà xào sả ớt gừng. Và tôi nghĩ là khi mà ăn gà thì nó cũng hơi khô, thì tôi nghĩ là phải món canh, mà món canh là tôi thích nhất, bởi vì thường là má tôi hay nấu khi mà còn bé là canh củ dền đỏ và cà rốt, đôi khi có khoai tây nhưng mà tôi không dùng khoai tây lúc này. Nguyên liệu rất đơn giản, nhưng mà sả ớt gừng rồi xào và tôi nấu thêm xí cơm nữa. Hòa làm mấy món ngon cũng được, mà anh nhắc em mỗi lần em phải làm nhân cao hơn cái sự hài hòa của mình, cái mùi vị của mình. Nhưng hôm nay cái mùi vị của em chính xác, rất là ngon. Cảm ơn. Mùi vị thân quen ấy. Really good. Mùi vị rất là thân quen. Hôm nay em làm rất là tốt. Bởi vì cái món mà tôi nấu ra, tôi nghĩ rằng nó có cái sự hồi tưởng lại cái những cái món mà mẹ tôi hay nấu, má tôi hay nấu khi mà tôi còn bé. Chương trình đồng hành ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Quý vị hãy đón xem tập 16 Vua Đầu Bếp Việt Nam phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 21 tháng 6 năm 2013 trên kênh VTV3, và chương trình đồng hành phát sóng vào lúc 11 giờ 55 phút hàng ngày cũng trên kênh VTV3.